Trong nhiều thế kỷ, hoa hồng đã được sử dụng như một phần quan trọng của liệu pháp hương thơm. Những giọt tinh dầu nguyên chất chiết xuất từ các cánh hoa hồng mỏng manh đã đem lại nhiều giá trị cho sắc đẹp, sức khỏe, tinh thần của con người. Về nguồn gốc tương tự như tất cả các loại tinh dầu khác. Tinh dầu hoa hồng là dung dịch được chiết xuất từ cánh hoa hồng bằng phương pháp trưng chất. Thông thường, phải mất hàng chục nghìn bông hoa người ta mới chiết được 30ml tinh dầu nguyên chất đạt chuẩn vì cần nguồn nguyên liệu lớn nên tinh dầu hoa hồng là một trong những loại tinh dầu đắt đỏ nhất hiện nay rất may tinh dầu hoa hồng nguyên chất thường có mùi thơm rất đậm vì vậy khi sử dụng người ta thường pha loãng tinh dầu với dầu nền hoặc nước để tạo mùi hương dễ chịu đồng thời tiết kiệm tinh dầu hơn tinh dầu hoa hồng có tác dụng gì có nhiều phương pháp chiết xuất tinh dầu hoa hồng khác nhau cũng có nhiều loại hoa hồng khác nhau được dùng để làm tinh dầu vì vậy thành phần hóa học của tinh dầu hoa hồng không cố định mà có thể có thay đổi nhẹ tùy theo phương pháp chiết xuất và nguyên liệu được chọn một giảm lo lắng và căng thẳng tinh dầu hoa hồng giúp giảm lo lắng căng thẳng ở nhiều người cụ thể trong một nghiên cứu y học hiện đại các nhà nghiên cứu đã thoa dầu hoa hồng lên da của những người tham gia nghiên cứu sau đó tiến hành đo lường tác động với các triệu chứng lo âu phổ biến nhất kết quả là huyết áp nhịp tim, nhịp thở, nồng độ cortisol và nồng độ oxy trong máu của những người sử dụng tinh dầu hoa hồng đều giảm. Các đối tượng của nghiên cứu đều chia sẻ, họ cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn nhiều sau khi điều trị bằng loại tinh dầu này. 2. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Các bằng chứng cụ thể đã chứng minh tác động của dầu hoa hồng với chất lượng giấc ngủ. Theo đó, nghiên cứu nhỏ được công bố trên Complementary Therapy in Clinical Practice chỉ ra rằng. Việc dùng tinh dầu chiết xuất từ hoa hồng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ ở những người nhập viện vì bệnh mạch vành. Thử nghiệm tiến hành với 60 tình nguyện viên đã cho thấy, những bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe định kỳ kết hợp với liệu pháp tinh dầu hoa hồng trong 3 đêm liên tiếp có chất lượng giấc ngủ tốt hơn so với những người chỉ được chăm sóc sức khỏe định kỳ thông thường. 3. Giảm khó chịu trong thời gian hành kinh ở nữ. Với nữ giới, tinh dầu hoa hồng không chỉ là loại tinh dầu giúp bạn có mùi hương quyến rũ mà còn giảm các triệu chứng khó chịu trong thời gian hành kinh. Theo đó, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2013 trên những bệnh nhân bị đau bụng kinh cho thấy. Việc massage với dầu hoa hồng, loại tinh dầu đã được pha loãng với dầu nền như dầu hạnh nhân, giúp tình nguyện viên ít bị chuột rút. Đỡ đau bụng kinh, giảm cả thời gian và cường độ đau, hơn hẳn so với nhóm chỉ được massage bằng dầu nền thông thường. 4. Giảm đau sau phẫu thuật, tinh dầu chiết xuất từ hoa hồng đang được sử dụng để giảm đau. Đặc biệt là giảm các cơn đau sau phẫu thuật. Cụ thể, một nghiên cứu được thực hiện năm 2015 trên những trẻ em mới phẫu thuật đã chỉ ra rằng những bệnh nhân ngửi mùi hương từ tinh dầu hoa hồng đã giảm mức độ đau một cách đáng kể. Tiến hành phân tích về tình trạng này, các nhà nghiên cứu cho rằng tinh dầu hoa hồng có thể đã kích thích não bộ của bệnh nhân tiết ra endorphin. Đây là một loại hormone giúp giảm cảm giác đau đớn, nâng cao trạng thái tinh thần của con người. 5. Làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc sử dụng tinh dầu chiết xuất từ hoa hồng giúp kích thích giải phóng dopamine trong cơ thể. Đây là chất đóng vai trò quan trọng trong việc giảm triệu chứng trầm cảm. Về cách tiến hành, các nhà nghiên cứu khuyên mọi người nên massage bằng dầu hồng để giảm triệu chứng trầm cảm thay vì chỉ ngửi mùi hương. Bạn có thể massage hàng tuần thực hiện liên tục từ 6, 8 tuần để nhận thấy hiệu quả. 6. Tốt cho làn da của người dùng. Nhờ khả năng tái tạo trẻ hóa làn da hiệu quả tinh dầu hoa hồng đang là thành phần quan trọng của vô số sản phẩm làm đẹp. Chăm sóc da. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn chỉ có thể đảm bảo toàn bộ lợi ích của tinh dầu hoa hồng với da thông qua dạng tinh khiết nhất là tinh dầu nguyên chất. Cách dùng tinh dầu hoa hồng nguyên chất. Công thức một Tạo xịt dưỡng da, nước hoa bằng tinh dầu hoa hồng chuẩn bị tinh dầu hoa hồng 5 giọt, tinh dầu ngọc lan tây 3 giọt, tinh dầu hoắc hương 2 giọt. Tinh dầu cam bergamot 2 giọt, rượu 2 thia cà phê. Cho tất cả nguyên liệu vào bình xịt, thêm 30 ml nước cất hoặc nước cây phỉ. Lắc kỹ hỗn hợp, xịt lên không trung và đi bộ bên dưới. Hỗn hợp này không chỉ rất tốt cho da mà còn được sử dụng như nước hoa để tạo mùi hương lôi cuốn. Quyến rũ, công thức 2, tạo hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân. Chuẩn bị tinh dầu hoa hồng 2 3 giọt đất sét trắng 1 phần 8 cốc, hạnh nhân xay 1 phần 4 cốc, bột yến mạch xay 1 phần 4 cốc, nụ hoa hồng khô dạng bột 1 phần 4 cốc. Cho tất cả nguyên liệu vào một bát tô lớn, thêm nước để tạo hỗn hợp sền sệt. Xoa hỗn hợp lên mặt và toàn thân. Tiến hành massage nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết. Trường hợp sở hưu làn da khô thì có thể thêm chút dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa để tăng độ ẩm cho da. Công thức 3. Tạo loại tinh dầu chuyên dụng cho bầu không khí lãng mạn. Những người đang yêu các cặp vợ chồng có thể kết hợp dầu hoa hồng với một số loại tinh dầu khác để làm ra loại tinh dầu độc đáo. Mới lạ, loại tinh dầu này sẽ giúp bạn và nửa kia tạo ra bầu không khí lãng mạn như đang lạc giữa cánh đồng đầy hoa. Cách chuẩn bị rất đơn giản, chỉ cần 3 giọt tinh dầu hoa hồng, 2 giọt tinh dầu hoa nhài, 5 giọt tinh dầu hoa cam đắng, Neroli Essential Oil. Trộn đều 3 loại tinh dầu, cho vào máy khuếch tán hoặc đèn sông để tạo hương thơm ngập tràn.